Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Và trong video này thì có rất là nhiều bạn nhắn tin cho mình ấy, thế anh ơi làm sao để chúng ta kiếm thật là nhiều kim cương DLS này, và làm sao những được sở hữu cho mình những cái đội hình xịn nhá. DLS các bạn ơi, thì trong video này thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết tất cả các bạn cách làm sao để chúng ta kiếm thật là nhiều kim cương DLS và đội hình xịn DLS full đen luôn các bạn nhé. Thì anh em nhớ là theo dõi clip và like đăng ký kênh, bật chuông và xem clip tôi nha. Thì trong video này thì hiện tại đây các bạn thấy hiện tại mình đang có 34.566 kim cương. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm sao để chúng ta kiếm thật là nhiều kim cương DLS và nói chung là đội hình xịn DLS các bạn nhé. Thì anh em theo dõi clip và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho tất cả các bạn luôn nhé. Ok, và tiếp sau đây thì mình có truy cập vào một con web rất là uy tín các bạn nhé. Đấy, shopdls23.com, đường link thì mình sẽ để phía dưới cho tất cả các bạn nhé. Thì các bạn thấy ở đây thì chúng ta có danh mục vòng quay kim cương DLS và danh mục random DLS cực kỳ ngon và xịn sò nhá. Thì anh em có nhu cầu thì vào chúng ta hút các bạn ơi. Đó, rất là ok và xịn sò. Và đây thì hiện tại thì mình có tạo sẵn ở đây rồi các bạn nhá. Đây thì các bạn thấy hiện tại mình có tạo sẵn đây rồi. Và đây thì các bạn thấy hiện tại mình đã được 6k này. Đó. Thì đây thì bây giờ thì khi mà các bạn tạo ấy thì các bạn sẽ click vào phần nhận quà xem thì chúng ta sẽ nhận được phần quà gì nhá. Quay các bạn ơi, chưa làm gì thì mình đã được nhận là 1190 kim cương DLS nhá. Quay ngon thật sự các bạn ơi, quá là uy tín và xịn sò nhá. Đó, và đây thì bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cái thẻ 50k và mình sẽ chơi và mình sẽ kiếm kim cương nhá. Đấy thì ok, thì bây giờ thì mình sẽ các bạn đợi xíu để mình chuẩn bị cái màn thẻ ngay sau đây. Và nói chung đoạn này thì mình sẽ cắt đi để tránh bị mất thời gian của các bạn nhá, và tránh để vi phạm nữa. Đấy thì anh em theo dõi clip và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cái màn thẻ ngay sau đây nha. Ok, và đây thì các bạn thấy hiện tại thì mình có chuẩn bị thành công cái thẻ đây thì các bạn thấy thì hiện tại mình đã có chuẩn bị cái thẻ là 50k vào đây rồi các bạn nhá. Và đây thì các bạn thấy cái số kim cương của mình là 1190 kim cương nha. Quá là ngon luôn các bạn nhá. Đó, và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm kim cương này, và sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút nhá. Thì thấy các bạn rất là nhiều các bạn thì thích chơi vòng quay, thì bây giờ thì mình sẽ vào mình chơi luôn các bạn nhá, xem thì mình sẽ trúng được bao nhiêu kim cương nha. Đó, thì nói chung là có rất nhiều bạn thì thích chơi và cũng trúng rất là nhiều rồi, thì hôm nay thì mình sẽ làm video và mình test xem các bạn nhé. Đây thì các bạn thấy ơi, quay lại trúng được 11.000 kim cương này các bạn ơi, tỷ lệ trúng rất là cao các bạn nhé. Đấy thì nói chung là mới quay phát đầu tiên là ăn ngay luôn các bạn ơi. Và mình xem là vòng thứ hai thì mình sẽ được bao nhiêu kim cương các bạn nhé. Đấy, quay lại trúng thêm được 11.000 kim cương này các bạn ơi, quá là ngon đúng không? Đấy thì bạn nào muốn có thật nhiều kim cương thì anh em nhanh tay vào hút nhá. Đó, rất là ok và xịn sò. Vậy là mình đã có tầm 20 mấy nghìn kim cương rồi nhỉ. Đây thì vào sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách rút kim cương luôn nha. Đây thì bây giờ thì đây thì các bạn thấy hiện tại thì mình đang có 23.190 kim cương các bạn nhé. Đó, thì bây giờ thì anh em sẽ nhập đấy cái thông tin USD game này. Đấy, rất đơn giản luôn các bạn nhé. Thì các anh em sẽ chọn gói cần rút là 9.999 kim cương nha. Đấy, thì đây thì các bạn nội dung rút thì anh em chỉ cần ghi cảm ơn thôi. Và đây thì mình sẽ thực hiện rút luôn các bạn nhé. Đó, thực hiện này. Đó, đây thì các bạn thấy là mình đã rút được thành công này, vui lòng chờ hệ thống xử lý các bạn nhé. Đó, rất là ngon và xịn sò nha. Đấy thì bây giờ thì mình sẽ làm mới trang xem này. Đó thì các bạn thấy hiện tại thì mình còn 113.191 kim cương các bạn nhé. Đó, sau đó thì nói chung là rất đơn giản thôi. Thì bây giờ thì mình sẽ quay trở lại về game và mình sẽ kiểm tra xem là mình có rút được kim cương về game không các bạn nhé. Thì anh em theo dõi clip nhá. Và ngoài ra thì anh em muốn có đội hình xịn thì anh em nhớ vào danh mục random này nhá. Đó, thì bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở về game xem là mình có rút thành công được 9.999 kim cương DLS về game không các bạn nhé. Thì anh em theo dõi clip nha. Ok, và đây thì các bạn thấy hiện tại thì mình có quay trở về game rồi. Và đây thì các bạn thấy hiện tại thì mình đã có là 44.565 đấy thì kim cương DLS rồi các bạn nhé. Đó thì rất là ngon và xịn sò đúng không? Đấy thì các bạn thấy không? Đấy, và vậy là mình đã rút thành công là 9.999 kim cương rồi các bạn nhé. Đấy, quá là ngon và rất là nhanh và đơn giản luôn các bạn ơi. Thì anh em nhanh tay và chúng ta hút nhé. Và mình cũng đã hướng dẫn anh em cách làm sao để chúng ta có đội hình xịn này full đen cực kỳ ngon nhá. Thì anh em nhanh tay vào chúng ta hút nhá. Và đường link shop thì mình có để phía dưới phần bình luận cho tất cả các bạn nhé. Vậy là mình đã hoàn thành thử thách rồi. Thì anh em xem video thì các bạn nhanh tay vào chơi nhá. Đấy, và cực kỳ là uy tín cho anh em, địa chỉ rất là ok và xịn sò nhá. Đấy, sau đây thì nói chung là clip của mình thì cũng đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá.